Nhà hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái thông tin rất là vui, đó chính là đội tuyển U18 nữ Việt Nam của chúng ta chính thức giành vé vào chơi trận chung kết, trận đấu cuối cùng, trận đấu đỉnh cao của cái giải vòng chung kết U18 nữ Đông Nam Á. Đây là một cái thông tin cực kỳ vui nha quý vị. Và trước cái trận đấu này thì không ai nghĩ là chúng ta dễ dàng giành chiến thắng trước Myanmar trong 90 phút đâu. Nhưng kết quả trận đấu đó chính là U18 nữ Việt Nam của chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số đậm đà, với tỷ số 4-1 và một cái thế trận lấn lướt. Cái lứa này thật sự là một cái lứa rất là triển vọng, rất là hay của bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta trong tương lai đây. Biết đâu được là hay hơn cả lứa đàn chị, cái lứa mà đã gặt hái rất là nhiều thành công với huấn luyện viên Mai Đức Chung thì sao nào? Trước một đối thủ có phần bị đánh giá thấp hơn một tí xíu, đó chính là nữ U18 Myanmar, thì U18 nữ Việt Nam nhập cuộc rất quyết tâm và đoàn quân của huấn luyện viên Akira Jiri đã tạo nên một cái thế trận là chủ động hoàn toàn, cũng như là có rất là nhiều cái cơ hội rõ nét về phía khung thành của đối thủ. Rất là tiếc là chúng ta đã bỏ quá nhiều cơ hội, chứ không phải là dừng lại cái con số 4-1 đó đâu, mà nếu như mà chúng ta tận dụng thành công thì còn rất là nhiều bàn thắng nữa nha quý vị. Sau nhiều nỗ lực thì U18 Việt Nam cũng đã có bàn thắng khai thông bế tắc ở phút thứ 27 từ quả dứt điểm đập dội xà của đồng đội Ánh Mỹ, đã có mặt kịp thời để sút bồi ghi bàn thắng cho đội nhà. Bị động hoàn toàn nên trong hiệp 1, U18 Myanmar gần như không có pha bóng sóng gió nào về phía U18 Việt Nam của chúng ta. Các pha hãm thành của đội bạn nhanh chóng bị bẻ gãy trước khi tiếp cận khu vực 16m50 của U18 nữ Việt Nam. Có thêm cái cơ hội ăn bàn 10-10 nhưng không thể tận dụng được để nâng tỷ số lên 2-0 trong hiệp 1. Nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Akira Jiri cũng đã đào sâu cách biệt ở trong hiệp 2. Phút thứ 58 thì Minh Chuyên thoát xuống vượt qua luôn cả thủ môn của bên phía U18 Myanmar để ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà, sau một cái pha bóng vượt qua thủ môn và đệm bóng vào cái khu lưới trống của đội U18 Myanmar. Sau 6 phút sau thì Nhật Lan đã tận dụng tốt cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0 cho U18 nữ Việt Nam sau đường chuyền trả bóng ngược từ biên của đồng đội. Phải đến phút thứ 80 thì U18 nữ Myanmar mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1 sau cú sút chéo góc của Y4E. Dù vậy thì U18 nữ Việt Nam trong nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng đã có pha lập công nâng tỷ số lên 4-1 ở phút bù giờ. Hoàng Văn là tác giả của bàn thắng ấn định tỷ số cho đoàn quân của huấn luyện viên Akira Jiri, đánh bại U18 nữ Myanmar với tỷ số đậm đà 4-1. U18 Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết. Đối thủ của đoàn quân của huấn luyện viên Akira Jiri sẽ được xác định sau cái trận bán kết 2 giữa U18 Australia và U18 Thái Lan diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay, ngày 2 tháng 8 năm 2022. Đánh bại Myanmar với tỷ số 4-1 thì nữ Việt Nam đã thể hiện một cái đẳng cấp có thể nói là rất là tuyệt vời, khi mà ở ngay các cái trận vòng bảng thì chúng ta toàn thắng nha quý vị. Và tới cái trận và thắng những cái cách biệt rất là đậm đà, tới cái trận bán kết chúng ta vẫn thắng và thắng cũng rất là cách biệt đậm đà trước một cái đối thủ khó chịu. Hồi xưa tới giờ chúng ta đá với Myanmar luôn luôn họ gây khó, rất là khó chịu cho đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta trong cái quá khứ. Thậm chí mà tôi có cảm giác như mà gặp Myanmar thì có cảm giác là lo lắng hơn khi mà gặp Thái Lan. Thái Lan họ đá nhìn thấy vẫn cứ dưới cơ chúng ta hoàn toàn, nhưng mà Myanmar thì họ đá rất là khó chịu như quý vị. Tôi cảm giác rằng là chúng ta không có phải là dễ dàng thắng được Myanmar. Nhưng mà trong cái trận đấu này, ở lứa tuổi U18 này thì chúng ta đã thi đấu vượt trội hoàn toàn so với lứa tuổi U18 nữ của Myanmar hiện tại. Đây là một cái tín hiệu rất là vui. Đó chính là một cái nền tảng và một cái gì đó để mà chúng ta có được cái nền bóng đá nữ rất là tuyệt vời
vươn xa tầm thế giới trong tương lai đó quý vị. Hiện tại bây giờ thì chúng ta bên Đông Nam Á thì chúng ta đã có thêm Philippines, họ đã nhập tịch rất là nhiều cầu thủ nhập tịch, và bây giờ thì họ cạnh tranh sòng phẳng với lại đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở cái chức vô địch Đông Nam Á rồi, nhưng mà chúng ta lại không sử dụng cái cầu thủ ngoại mà chúng ta sử dụng cầu thủ có sẵn trong nước thôi. Thì điều đó thì cái điều mà chúng ta cũng không có gì mà gọi là buồn, chúng ta không phải là sử dụng cái cầu thủ nhập tịch đó. Đó chính là những cái mà Thái TV muốn gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn trong cái video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe, tức là một lượt đăng ký để kênh được phát triển, tạo động lực làm những cái video mới nhất tiếp theo cho quý vị. Quý vị và các bạn muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát livestream thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0939 732 349 hoặc giả là số Zalo 0939 315 461, thì Thái TV sẽ điện lại và chăm sóc cho tất cả quý vị và các bạn một cách tốt nhất, và sẽ giảm giá đối với tất cả quý vị khách hàng nào mà đã đăng ký kênh của Thái TV, là fan của Thái TV thì sẽ được giảm 20%. Nói chung là nếu mà giảm 20% thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, là từ huề vốn tới là lỗ thôi đó. Nhưng mà đối với fan của Thái TV thì Thái TV sẽ tri ân bằng cách là bán giá giống như em mua giùm gì, mua giùm cho tất cả quý vị và các bạn xài chứ không có lấy lời nha quý vị. Và xin kết thúc video tại đây. Và xin chúc mừng đội tuyển U18 nữ Việt Nam của chúng ta đã có vé vào với lại là trận chung kết. Và quý vị và các bạn hãy cũng đừng có quên là 20 giờ tối nay Úc và Thái Lan sẽ gặp nhau, và chúng ta sẽ xác định được cái đối thủ của Việt Nam của chúng ta trong trận chung kết là đối thủ nào, và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nữ Thái Lan hơn là chúng ta gặp nữ Úc, vì Úc họ cao to lắm, còn Thái Lan thì họ ngang với chúng ta, và nếu như mà chúng ta gặp Thái Lan thì chúng ta sẽ nhẹ hơn, vì là ở cái vòng bảng thì chúng ta đã thắng Thái Lan rồi, cho nên là khi mà chúng ta vào trận chung kết thì chúng ta sẽ không có bị tâm lý. Đặc biệt các cầu thủ trẻ, các cầu thủ như cái lứa U18, U16, các cái lứa tuổi càng trẻ thì họ lại họ thi đấu rất là phiêu, họ rất là vô tư. Nhưng mà nếu như mà họ bị ức chế một cái vấn đề gì đó trong cái quá trình thi đấu thì họ sẽ bị phản tác dụng ngay. Tức là họ cho dù có hay cỡ nào đi chăng nữa thì rất là dễ bị rơi vào cái tình cảnh tâm lý á quý vị. Đó. Cho nên là quý vị và các bạn, tôi thì tôi sẽ cổ vũ cho Thái Lan vào chung kết, còn quý vị và các bạn cổ vũ cho ai? Nếu như mà vào chung kết Thái Lan và Việt Nam thì một cái trận đấu cũng rất là hấp dẫn, vì là chúng ta và Thái Lan đều là đại kình địch với nhau mà quý vị ha. Đó thì quý vị và các bạn dự đoán cái tỷ số tối nay như thế nào? Tôi dự đoán tỷ số 2-1 nghiêng về Thái Lan và sẽ vào chung kết gặp với lại là Việt Nam của chúng ta. Xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.